Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ tiếp tục kiểm tra mẫu cabin liên tiếp theo trong kiện hàng trước đó. Đây, bên trong chúng ta sẽ còn hai mẫu cabin plan nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục review mẫu thứ hai. Đây chính là chiếc box của chúng ta, đến từ thương hiệu Calvin Klein. Tránh trường hợp là bám bẩn lên trên chiếc box màu trắng này, mình sẽ đeo vào tay vào. Rồi. Chiếc box của chúng ta sẽ bên ngoài sẽ có một lớp giấy này nha các bạn. Đây. Lớp giấy bảo vệ bên ngoài. Sẽ hơi rít một tí đây. Rồi, bên trong là chiếc box trắng là hoàn hảo của chúng ta. Đây chính là nhân vật chính mẫu Calvin Klein ngày hôm nay, với một cuốn sách hướng dẫn bên trong rất là dày, với rất là nhiều ngôn ngữ. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu nha các bạn. Đây, lớp siêu mặt vừa họ dán khá là đẹp. Khác nữa mình cũng sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây là lớp siêu dây. Siêu dây chúng ta được bọc một lớp siêu dây, sau đó chúng ta còn được bọc thêm một cái lớp ni lông nữa. Cực kỳ chu đáo nha các bạn. Bảo vệ rất là tốt. Rồi, mẫu Calvin Klein lần này của chúng ta sẽ có mã là K4E2N61X. USD nghĩa là dây giá niêm yết nha các bạn, 289 đô. Tên thương hiệu Calvin Klein cùng với dòng chữ Swissmade khẳng định thêm chất lượng của chiếc đồng hồ này. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành tháo lớp siêu mặt này ra nha các bạn, cho các bạn xem những góc quay nó thực tế hơn. Đây, mẫu Calvin Klein ngày hôm nay của chúng ta. Mẫu này ngày hôm nay sẽ có tên là Calvin Klein Studio hoặc Woman Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Studio thương hiệu Calvin Klein. Mã sản phẩm thì mình vừa nêu trên. Về size mặt thì mẫu này sẽ có size mặt là 30mm với độ dày là 8mm, một độ dày cũng tương đối là mỏng. Về phần mặt số chúng ta sẽ có một cái thiết kế tối giản tối đa của thương hiệu Calvin Klein. Các cọc số chúng ta đã được loại bỏ, cũng như là các cọc ô cửa sổ lịch ngày mình cũng được loại bỏ đi, mà chỉ trang bị có đơn giản có hai kim là kim giờ và kim phút. Tên thương hiệu chúng ta vẫn được đặt ở góc 12 giờ quen thuộc nè. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Swissmade nè. Rồi, trên mặt số chúng ta sẽ có một cái tông màu bạc rất là đẹp, cùng với đó là họa tiết GOC với họa tiết là Vincent Bird nha các bạn. Thường ở Việt Nam chúng ta thường gọi cái họa tiết này sẽ là họa tiết trải tia. Tuy nhiên, theo ngành chế tác đồng hồ họ gọi đây là Vincent Bird nha các bạn. Có là vô số đường thẳng tỏa ra từ trung tâm, mang lại cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp. Thì chúng ta di chuyển cổ tay, các bạn có thể thấy nè, vô số cái đường thẳng tỏa ra từ trung tâm, rất là đẹp mắt, cực kỳ sang trọng nha các bạn. Mặt kính được sử dụng ở đây sẽ là kính khoáng có độ cứng khá là cao nên hạn chế được chảy xước và chịu lực tốt. Kính khoáng này cũng rất là dễ đánh bóng nếu trầy, nó giúp chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Về phần khung vỏ sẽ được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L. Đây là loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng sẽ chống lại được các đặc tính từ tính nha các bạn. Dây đeo chúng ta cũng được hoàn thiện bằng thép không gỉ 316L và được tráng một cái lớp một cái tông màu vàng hồng nha các bạn. Khung vỏ cùng với cái lớp được phủ trên đây sẽ là một tông màu vàng hồng cực kỳ sang trọng. Nhìn chung sau đây cũng là một sản phẩm dành cho nữ giới, cho nên họ chăm chút về phần màu sắc nè, thiết kế rất là nhiều, rất là tinh tế. Mẫu đồng hồ chúng ta thì giống như một chiếc lắc tay vậy đó các bạn, với phần trên dây sẽ khá là cứng và ôm dây. Đây là phần thép cứng như dạng lắc tay, và phía dưới đây chính là size, chính là các mắt. Chúng ta có thể điều chỉnh size dây để phù hợp với vòng tay của mình bằng các mắt dưới đây, rất là tiện lợi. Khung vỏ và dây đeo chúng ta được đánh bóng hoàn toàn bộ luôn nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy cái chế tay đánh bóng được phủ trên khắp sản phẩm đồng hồ luôn, mang lại cái nét tinh tế cũng như là sự sang trọng cho mỗi đồng hồ khi các chị em lên tay. Ngoài ra thì chế tay đánh bóng sẽ cho cái hiệu ứng bắt sáng rất là tốt, khi chúng ta di chuyển cổ tay thì cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ thu hút người xung quanh.
Nấm vặn chính của chúng ta cũng được thiết kế khá là nhỏ gọn. Cùng với đó, trên đầu nấm chúng ta có logo CK, tăng độ nhận diện thương hiệu cho mẫu đồng hồ rất là nhiều. Đó, các bạn có thể thấy phía dưới đáy thì chúng ta sẽ có cái đáy thiết kế đáy kính, cùng với đó là một lớp siêu nữa nha các bạn. Đây, các thông tin như là stainless steel là hoàn thiện bằng thép không gỉ, khả năng kháng nước là 33, có nghĩa là 30m. Với khả năng kháng nước này thì các bạn có thể yên tâm đi mưa và rửa tay. Tuy nhiên khi các bạn rửa tay, tránh rửa tay trước vòi nước trực tiếp nha các bạn, để tránh tại áp suất của vòi nước trực tiếp nó xả vào thì có thể là lớn hơn cái áp suất bên trong, thì nước nó sẽ len lỏi vào bên trong gây hư hỏng bộ máy của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, rất là đẹp. Rồi, mình sẽ tổng kết lại. Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang, lại còn là công ty của tập đoàn rất là danh giá là Edgewood Group, thì Calvin Klein đã được hỗ trợ dây chuyền sản xuất rất là hiện đại. Chính vì thế mà chất lượng của những chiếc đồng hồ CK vốn luôn được đảm bảo. Một trong những cái sản phẩm nổi bật nhất của hãng này có thể kể đến là chính là dòng Calvin Klein đang trên tay mình đây. Phiên bản này với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tín đồ thời trang trên thế giới. Thiết kế thì rất là đơn giản nè, tinh tế dành cho phái đẹp, như một món phụ kiện thời trang không thể thiếu hàng ngày, giống như một chiếc lắc tay mà phải đẹp chúng ta có thể mang bất cứ đâu. Mỗi sản phẩm thì đều được nhà sản xuất tạo nên từ rất là nhiều loại vật liệu tốt. Bên trong còn là cỗ máy Thụy Sĩ đạt chứng nhận Swissmade. Giá thành cho mẫu này thì cực kỳ hợp lý, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Đó là một số những ưu điểm mà mẫu Calvin Klein ngày hôm nay mang lại. Rồi, đó là một số những góc quay thực tế về mẫu sản phẩm này, cũng như là những chia sẻ của xship.vn đến bạn nào đang quan tâm đến mẫu Calvin Klein ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.